Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chiết Giang, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Giang Tây, Phúc Kiến và thậm chí cả Thượng Hải đã hứng chịu đợt nắng nóng liên tục trong một tháng. Chujiahui ở Thượng Hải trải qua nhiệt độ cao 40,9 độ, thậm chí hiếm khi xảy ra ở Thâm Quyến. Một thanh niên 32 tuổi bị say nắng nặng vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Tuy nhiên, cùng thời điểm với các trường hợp tử vong do nắng nóng được báo cáo ở một số khu vực, Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây và những nơi khác đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, giết chết ít nhất 15 người và ảnh hưởng đến 40.000 người. Mặc dù hiện tại thời tiết nắng nóng đã dịu bớt, nhưng dự báo thời tiết cho thấy sẽ có một đợt nắng nóng mới vào ngày hôm nay. Khí hậu cực đoan sẽ tiếp tục, nó gần như có thể phơi bày mọi người dưới ánh nắng nóng chảy và nhiệt độ cao trong xe sắp hỏng. Các đợt nắng nóng gần đây tiếp tục ập đến nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục, bao gồm Chiết Giang, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Giang Tây, Phúc Kiến và những nơi khác. Hôm qua tại Chujiahui, Thượng Hải có nhiệt độ cao 40,9 độ. Quan chức chính của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, trong lịch sử, trong số các kỷ lục trên 40 độ, nó có thể đứng thứ 3 nhưng thời gian xuất hiện thì vượt xa. Ra đường, người đi đường thì dùng ô, kẻ thì mặc áo khoác, nhưng dù có dùng kem chống nắng đến đâu cũng khó cản được đợt nắng nóng. Người dân Thượng Hải cho biết, tôi không thường ra ngoài vào ban ngày, vì vậy tôi chỉ biết bên ngoài trời nóng. Hôm nay tôi đi ra ngoài và tôi đã đi vào buổi sáng. Tôi muốn nói rằng trời mát hơn một chút, nhưng nó thực sự nóng và đeo khẩu trang thật ngột ngạt. Chỉ cần đeo khẩu trang thôi là đã nóng không thể chịu nổi, mà chúng còn kinh khủng hơn. Nhân viên tại trạm kiểm tra PCR Thượng Hải cho hay, quần áo này nóng đến mức bạn không muốn mặc. Bạn thấy đấy, tôi không bao giờ mang quần áo khô cả ngày. Thật nhàm chán và đầu tôi choáng váng. Để chống lại cái nóng, các nhân viên của trạm thử nghiệm đã làm nhiều thủ thuật khác nhau. Từ miếng dán mát lạnh trên trán đến những chai nước đông lạnh buộc quanh thắt lưng, nhưng chúng vẫn không phù hợp với cái nóng oi bức và một số tình nguyện viên đã ngất xỉu vì say nóng. Ngoài ra, thỉnh thoảng đã có báo cáo cho rằng những người làm việc ngoài trời hoặc người già phải chờ đợi ở những nơi có hệ thống thông gió kém trong thời gian dài đã được đưa đến bệnh viện để sơ cứu, thậm chí tử vong vì nắng nóng. Có một người đàn ông 32 tuổi ở Thâm Quyến bị say nắng nặng và vẫn hôn mê. Hoàng Sĩ Phàng, bác sĩ bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam Quảng Đông cho biết, anh ấy đang làm việc và đang sắp xếp các nhân viên chuyển phát trong kho. Có thể không gian trong nhà kho tương đối kín, điều kiện thông gió không tốt và anh ấy cũng béo nên khả năng điều hòa thân nhiệt còn kém hơn. Các chuyên gia cảnh báo đột quỵ do nhiệt độ cao gây ra sẽ làm rối loạn nghiêm trọng chức năng điều nhiệt của cơ thể, có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan thần kinh. Tỷ lệ tử vong chung có thể lên tới 50%, người cao tuổi có thể lên tới 80%. Hoàng Sĩ Phàng, bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam Quảng Đông cho biết, nó sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. Tuy nhiên, trong khi một phần đất liền của Trung Quốc đang bị đun sôi ở nhiệt độ cao, thì một phần đất khác của Trung Quốc đang bị ngập trong lũ lụt. Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông và thậm chí cả Vũ Hán, Hồ Bắc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây. Một cư dân Vũ Hán cho biết đây có phải là phim không? Trời mưa to quá, ở Vũ Hán mưa to như vậy từ khi nào vậy? Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 10 người mất tích do mưa liên tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Một cư dân Tứ Xuyên cho biết lũ đến quá nhanh, 2-3 phút là nước đã lên. Một số người dân chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi phóng xe né đoạn sạt lở. Họ nhắc nhở nhau, nhanh lên, chiếc xe màu trắng kia, nhanh lên. Một số tài xế may mắn thoát khỏi luồng đất đá từ trên trời rơi xuống. Cũng có tài xế bị dòng đất đá lật úp, cả người bị kẹt trong lớp bùn vàng. Wang Qiang, cư dân Tứ Xuyên cho hay, lúc đó tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn cứu người, nhưng khi về đến nhà tôi thực sự cảm thấy hơi sợ hãi vì tôi sợ sẽ xảy ra lở bùn lần thứ hai. Một số tài xế bị kẹt trong nước lũ vì lên quá nhanh, may mắn thay, cảnh sát đi ngang qua đã nhìn thấy điều này và nhanh chóng lái một chiếc xuồng vào phút cuối cùng. Hai người bị mắc kẹt đã được giải cứu từ phía sau xe lên xuồng để thoát ra khỏi bẫy. Các chủ xe ở Sơn Tây đã không may mắn như vậy và chỉ biết đứng nhìn lũ nuốt chửng xe của mình. Tổng cộng ít nhất 40.000 người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này và hàng nghìn người đã phải sơ tán.
Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt này, khi tất cả mọi người đều tất bật vào nơi trú ẩn, thì người dân ở một số vùng có dịch vẫn xếp hàng dài trên đường đi xét nghiệm. Hiện lũ ở các nơi đã rút dần, nên nhiệt độ cao cũng giảm nhẹ. Nhưng Zuru, một quan chức của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, bắt đầu từ thứ Tư, nhiệt độ cao cận nhiệt đới đã mạnh trở lại. Và chúng tôi chuẩn bị bắt đầu đợt nhiệt độ cao liên tục thứ hai, nhưng cường độ lần này không mạnh như trước. Động đất gây lở đất ở Giang Tây. Kính thưa quý vị, theo trang web của Bộ Nội vụ vào lúc 8 giờ 49 phút ngày 16 tháng 11, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra giữa Cửu Giang và Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây. Tâm chấn ở độ 29,7 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở thành phố Cửu Giang, thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, thành phố Vũ Hán, thành phố Hoàng Cương, thành phố Hoàng Thạch thuộc tỉnh Hồ Bắc và huyện Xu Song thuộc tỉnh An Huy. Tính đến 11 giờ ngày 17 tháng 11, trận động đất đã khiến tổng cộng 13 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hơn 600.000 người phải di dời và tái định cư, 2,8 triệu người phải sơ tán tạm thời, 18.000 ngôi nhà bị sập, hơn 150.000 ngôi nhà bị hư hại. Điện, thông tin liên lạc và cấp nước đô thị ở một số quận và thành phố đã từng bị gián đoạn. Sau trận động đất, theo kế hoạch cứu hộ khẩn cấp thiên tai quốc gia, Bộ Dân chính đã ngay lập tức triển khai ứng phó 4 cấp độ và cử một nhóm công tác đến khu vực bị động đất để tìm hiểu tình hình thiên tai, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Nhóm công tác đã đến tuyến đầu của khu vực thảm họa ở Ruchang vào chiều ngày 16 và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Bộ Dân chính đã khẩn cấp phân bổ 6.300 chiếc lều đặc biệt để cứu trợ thiên tai cho vùng thiên tai vào ngày hôm qua. Tính đến 11 giờ sáng hôm nay, 3.000 chiếc lều đã đến vùng thiên tai, số còn lại sẽ được chuyển đến vào buổi tối. Để giúp các vùng bị thiên tai thực hiện công tác cứu trợ thiên tai, Bộ Dân chính cùng với Bộ Tài chính đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai ở Giang Tây ngày hôm nay. Hiện tại, chính quyền các cấp và các ban ngành dân sự ở các khu vực bị thiên tai thực hiện hệ thống trực 24 trên 24 giờ và các bộ phận liên quan cam kết thực hiện đầy đủ công tác cứu trợ thiên tai. Tại thành phố Thụy Xương và huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, nguồn điện, thông tin liên lạc và cấp nước đô thị bị gián đoạn, về cơ bản đã được khôi phục, trật tự xã hội khu vực thiên tai tốt, tâm trạng của các nạn nhân cơ bản đã ổn định. Thị trấn Long Ping, thành phố Suzhou, tỉnh Hồ Bắc, cách tâm chấn động đất Cửu Giang khoảng 50 km, là thị trấn có thương vong nặng nề nhất và nhà cửa bị sập nhiều nhất ở tỉnh Hồ Bắc. Theo số liệu Cục Dân chính Suzhou công bố vào trưa ngày hôm qua, trận động đất đã có 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong thành phố, có 205 ngôi nhà bị sập trong thành phố, 75 hộ gia đình bị ảnh hưởng, 497 hộ gia đình bị hư hại hoàn toàn và 965 hộ gia đình bị hư hại nhẹ, thiệt hại kinh tế là 7,26 triệu nhân dân tệ. Trong đợt đầu tiên của trận động đất ngày hôm qua, một bà lão nông dân 73 tuổi ở thị trấn Long Ping, thành phố Suzhou, gần Cửu Giang đã bị một viên gạch từ mái nhà rơi trúng trán và không may tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh và thành phố rất coi trọng và Wu Jiewei và Zhang Zhejiao, thị trưởng thành phố Suzhou, Wang Qianjin, phó bí thư thành ủy cùng các quan chức phụ trách công an và dân sự đã đến chia buồn với gia đình người quá cố và gửi 800 nhân dân tệ chia buồn. Theo báo cáo đặc biệt về thảm họa giáo dục của Sở Giáo dục tỉnh Hồ Bắc ngày hôm qua, một vụ dẫm đạp đã xảy ra ở một số trường tiểu học và trung học bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Giang Tây. Khi trận động đất xảy ra, 580 học sinh của trường trung học thị trấn Phu Tu, huyện Yangtze đang ở trong lớp, 21 người bị thương nặng. Hiện tại, tất cả các học sinh bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Yangtze và Bệnh viện số 3 Yangtze. 28 học sinh từ 5 trường trung học cơ sở ở Kichun bị thương do bị đè trong quá trình sơ tán, trong đó 16 học sinh bị thương nhẹ đã được xuất viện sau khi điều trị và 12 học sinh ở lại bệnh viện để theo dõi. 28 học sinh từ 2 trường trung học cơ sở ở thành phố Uche đã bị nghiền nát và bị thương trong quá trình sơ tán. Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu hộ. Sở Giáo dục tỉnh đã cử 2 tổ công tác đến 3 điểm trên để chỉ đạo khắc phục hậu quả động đất. Trong lịch sử, Giang Tây đã từng xảy ra nhiều trận động đất, trong đó có nhiều trận động đất từ 5,5 độ Richter trở lên, lớn nhất là trận động đất hồi xương 6,0 độ Richter vào năm 1806. Năm 1911 cũng xảy ra một trận động đất như vậy với cường độ 5,0 độ Richter gần Cửu Giang và năm 1361, một trận động đất với cường độ 5,5 độ Richter xảy ra ở Tế An, phía nam núi Cửu Linh. Năm 319 sau Công Nguyên, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter cũng xảy ra ở phía tây Tế An. Nhìn chung, loại động đất này là một trận động đất có cường độ vừa phải, tức là một trận động đất mạnh vừa phải. Trong số đó, những năm gần đây, các hoạt động địa chấn ở Nam và Bắc Giang Tây tương đối sôi động. Ngày 2 tháng 8 năm 1987,
một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra ở Unsu phía nam Giang Tây, một trận động đất 4,9 độ Richter khác xảy ra ở ngã ba của ba huyện bao gồm Chang, Zhejiang và Jian. Trận động đất lớn nhất ở Giang Tây trong những năm gần đây xảy ra vào năm 1987. Vào thời điểm đó, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở huyện Unsu, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ năm 1949. Và nó không có sức tàn phá lớn. Một trận động đất lớn đã xảy ra tại ngã ba Hồ Bắc và Trùng Khánh vào năm 1865, tạo thành một con đập tự nhiên hiện được mở ra như một công viên địa chất tên là công viên Xiaonanhai. Vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 10 tháng 9 năm 2011, một trận động đất mạnh 4,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây và huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc. Theo báo cáo của người phát ngôn Cục Động đất Giang Tây vào sáng ngày 11 cho biết, cho đến nay không có dư chấn lớn nào xảy ra. Phó tỉnh trưởng Giang Tây Xie Ru đã vội vã đến khu vực động đất để xoa dịu quần chúng. Các trạm điện chấn di động đã được thiết lập trong trận động đất khu vực để theo dõi chuyên sâu và chính xác hơn về động đất, tâm chấn và độ sâu tiêu điểm có thể được điều chỉnh. Vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 17 tháng 11, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, tâm chấn ở 29,7 độ vĩ bắc, 115,7 độ kinh đông, độ sâu tiêu cự 6 km. Tâm chấn cách huyện Cửu Giang 21 km, cách thành phố Cửu Giang 27 km và cách thành phố Nam Sương 119 km. Đêm hôm đó, cơ quan quản lý động đất Giang Tây đã triển khai ứng phó cấp độ 3 và cử một đội tại chỗ đến tâm chấn vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, trận động đất được cảm nhận rất mạnh vào thời điểm đó, không có thương vong và không có thiệt hại rõ ràng về nhà cửa. Sau khi điều tra, trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở huyện Cửu Giang và thành phố Thụy Xương. Tại thành phố Cửu Giang, ngoại trừ Shinsui và Penji, không có báo cáo về thông tin cảm giác động đất. Các quận và huyện khác trong thành phố Cửu Giang đều có báo cáo về cảm giác động đất. Những chấn động nhỏ được cảm nhận ở Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Thượng Nhiêu và một số khu vực của Nghi Xuân. Được biết, sau trận động đất xuất hiện tin đồn động đất 6,1 độ Richter ở một số khu vực nhỏ, Cục Quản lý Động đất tỉnh Giang Tây, thành phố Cửu Giang, huyện Cửu Giang và Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Thụy Xương đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó với tin đồn và phát hành nó thông qua các trang web, Weibo và các phương tiện truyền thông khác để trả lời các câu hỏi của công chúng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!